Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu nhà ở trên thị trường ngày càng gia tăng, nhất là ở phân khúc nhà ở bình dân, nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua thì giá bất động sản, giá căn hộ lại tăng phi mã so với thu nhập thực tế của hàng triệu người lao động. Những căn hộ được gọi là nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người có thu nhập thấp có mức giá trên dưới 1 tỷ đồng ở các thành phố lớn dường như rất hiếm có. Như ba hộ gia đình khác, sau khi có thêm thành viên, anh Toàn cũng có nhu cầu nới rộng không gian sống. Dù đã tham khảo một số dự án nhà ở xã hội, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, gia đình anh vẫn chưa thể chọn được một nơi ở ưng ý. Lý do là giá nhà giờ quá cao. Với diện tích 60m² và có 3 cháu thì cái nhu cầu thực tế là muốn tăng cái diện tích căn hộ rộng hơn. Thì tuy nhiên so với mức giá ngày xưa ban đầu mua năm 2014 và đến thời điểm này thì nó đã gấp nhiều lần. Để mà tiếp cận với diện tích rộng hơn 70-80m hoặc dưới 100m thì đó là một khó khăn đối với kinh tế của gia đình hiện tại. Trong những năm gần đây, nguồn cung căn hộ tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm. Và nếu có dự án mới thì giá cũng khá cao, như dự án này. Mới mở bán đã có gần 20 triệu đồng một mét vuông. Còn các dự án cũ trước đây được bán với giá khá thấp, giờ cũng tăng gấp 3, gấp 4 lần. Theo quy định, giá nhà ở xã hội phải được cơ quan chức năng thẩm định trước khi bán, chủ đầu tư hưởng phần lợi nhuận 10%. Tuy nhiên, trong thời gian qua, có nhiều yếu tố như trượt giá, giá nguyên vật liệu, nhân công tăng gây ảnh hưởng trực tiếp tới giá nhà. Mới đây, trong đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhiều giải pháp nhằm hạ nhiệt giá nhà cũng đã được Bộ Xây dựng đưa ra và vai trò của chính quyền địa phương lại một lần nữa được nhấn mạnh. Bộ Xây dựng cũng có đề xuất cái giải pháp là các cái chủ đầu, các chính quyền địa phương là phải hỗ trợ các cái chủ đầu tư, các cái đầu tư các hạ tầng kỹ thuật cũng như là hạ tầng xã hội ở trong dự án và kết nối tới ngoài dự án. Ngoài ra thì cũng phải là chỉ đạo các cái chủ đầu tư là phải áp dụng các cái công nghệ, tìm hiểu áp dụng các cái công nghệ mới, các cái biện pháp, các cái giải pháp thi công cũng như là các loại vật liệu mới để mà giảm giá thành nhà ở xã hội. Để giá nhà ở xã hội trả về đúng giá trị thực và thị trường hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng chính phủ cần phải có giải pháp cụ thể, ưu tiên dành cho quỹ đất và sớm bắt tay vào triển khai. Thực hiện xây dựng 1 triệu căn hộ là nhà ở xã hội, kiên quyết thu hồi đối với các dự án không thể triển khai, cùng với đó là đẩy mạnh các giải pháp phòng chống đầu cơ, thổi giá đất, tiến tới làm lành mạnh hóa thị trường.